Em thấy Mấy ngày rồi không gặp nhỉ? đó Mấy ngày rồi không gặp. Mấy ngày rồi không gặp. vâng Làm hết bài tập của thầy gửi chưa? ạ. Chưa thấy gửi nhỉ? Thôi. Bà chưa thấy gửi nhỉ? Làm rồi mà chưa gửi nhỉ? Một đống bài chưa đến gửi gì cả. Nào, buổi trưa có bài tập về nhà không nào? Có gì về nhà không nào? Từ mới từ đâu? Học chưa? Cái từ mới không gửi cho thầy hả? Không bị gửi từ mới cho thầy à? Hả? Tí mấy lần tí rồi hả? Xem lại xem là bao nhiêu lần gửi được cho thầy rồi hả? Gửi được với thầy bao nhiêu lần từ mới rồi mà học bao nhiêu buổi rồi? Thôi. Gửi được mấy lần từ mới rồi? Hả? Gửi được mấy lần rồi? Hai lần. Thế từ nọ giờ học bao nhiêu buổi rồi? Còn hai lần nữa. Gửi ngay cho thầy trong ngày hôm nay nhá. Nào, buổi trước nó học có những cái gì nào? Trước chúng ta học về cái gì nào? Có những cái gì từ mới gì nào? Chút. Ừ? Chút. Buổi trước nó học có những cái gì? Buổi trước chúng ta học những cái gì nào? Học về cái gì nào nhanh nào? Vâng. B. Cái gì cơ? Có thể không nghe rõ nói cái gì Đôn. cả. Đôn. Nào, đang nói cái gì, vấn đề gì nào? Đang nói về cái vấn đề gì, từ mới hay là cái gì đây? Nói cái từ mới hay là đang nói về từ mới hay đang nói cái gì đây? Thầy nghe không rõ đây. Nó không hiểu con nói cái gì Mới đây. Từ mới có những từ nào? đôn bê Dồn. đôn Dồn. đôn Rồi, gì nữa? around Around. nghe xung quanh Rồi. challenge Challenging. Là gì? có nghĩa là thử Gì nữa? lên nghĩa là chồng Cái gì? lên Nghĩa là gì nào? chồng Blend. lên spend Là gì đây? là lướt ván Lướt ván là gì? spend Surfing. surfing
Và em thấy là đến nào làm gì của anh đâu phải. Surf. 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 Gì nữa nào? Kayaking. Nói to lên thế nào, nói rõ ràng lên thế nào, thế nghe được cái gì cả, tai nghe đâu? Kayaking. Là cái gì? Có nghĩa là lướt ván. Vừa nãy là cái gì rồi? Vừa nãy surf là trượt ván à? Trượt băng. Trượt băng là gì? I gripping. Đọc lại, xem lại vở ngay xem từ đấy là cái từ gì, đọc vớ va vớ vẩn từ đến giờ rồi. Ice skating là gì? Nghĩa là trượt băng. Thế con vừa đọc là cái gì? Hả? Skating. Tiếp nào. Prefer. Prefer là gì? Sự chuẩn bị. Prefer cơ mà. Chuẩn bị. Chuẩn bị mà đó là prefer à? Prepared. 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 Đọc một đằng viết ra một đẹp. Tiếp nào. Lao. Là gì? Hòa. Cái gì cơ? Hòa. Flower. Flower. Tiếp nào. Flower là hoa, còn gì nữa? Hả? Hả? Còn gì nữa không nào? Nào, hết buổi trước học rồi, cái gì nữa nào? Học về có ngữ pháp gì nào? Từ trên đuôi in, đọc từ trên đuôi in. Rồi, nhớ cách sử dụng chưa? Dạ. Nào. Complete the sentences using in form of the verbs in the box. Đó chưa? Bài này làm như nào đây? Yêu cầu đầu bài là làm gì nhỉ? Thêm từ đúng vào câu. Thêm từ đâu? Thêm từ cái gì? Thêm
Complete là gì đây? Cái thùng. Complete cơ mà. Hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Sentences. Các câu. Rồi. Làm gì đây? Using the in form of the verb. Using the in form. Thêm. Học rồi. Thêm. Hả? Thêm. Thêm cái gì? Thêm in. In vào đâu? Thêm in vào trong động từ. Sử dụng cấu trúc in với động từ ở trong cái bảng này được chưa? Rõ chưa nào? Nào, bây giờ đọc xem một từ mới nào, sau đó thì chọn ở đây điền vào, rõ chưa? Làm nhanh nào. Đọc lần lượt từng câu đi xem nào, xem có từ mới nào không xem nào. Sau đó chọn cho nó hẳn hoi nhá. Restaurant là gì nhỉ? Đâu? Cái từ mà câu số 3. Restaurant. 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 Nhà hàng. Từ đấy học từ rất là lâu rồi, từ lúc bắt đầu học tiếng Anh đã học cái từ đấy rồi. Restaurant. Nhà hàng. Tiếp theo nào. Nearby là gì? Câu 6. Nearby là ở gần. Xong chưa, nhanh nào. Surf boat. Surf là gì? Nào, surf là gì đấy?
Serve là gì? Vừa học từ mới xong từ serve xong. Nào, serve là gì? Chịu có tên. Đỏ bỏ ra xem ngay. Nào, thế surf là gì đây? Là gì ở khối? Ủa, từ này em đâu biết trong bảng. Chưa ghi hay là không ghi? Đó. Cái từ này thầy giải thích từ rất là lâu rồi. Cách đây 1-2 buổi rồi. Surf là lướt ván. Surf boat là cái ván trượt, ván lướt. Cái ván lướt sóng ấy. Xong chưa nào? Nhớ thì nhớ. Ván lướt. Cái ván để lướt sóng ấy. Điền nhanh nào. Thì đến giờ điền được mấy câu rồi? Ôi. Thì nãy giờ làm được mấy câu rồi? Chưa làm được câu nào. Nhanh nào. Nhanh nào con. Học kỹ nhá. Con làm được mấy câu rồi?
bốn câu rồi. Nhanh nào, 20 phút rồi. Mười lăm câu này anh ấy chỉ làm trong vòng 5 phút thôi. Thế thầy, Nào vậy thì nào. sầu riêng có được bỏ không nhỉ? Stream đúng không? Không. Có còn được bỏ. Ừ? Sầu riêng với này cái ở bên Không. đây. Xong chưa? Xong rồi. Nào, xong chưa nào? Xong chưa con? Còn mấy câu nữa nào? Thôi. Mấy Năm câu công nữa. năm công Nhanh nào. Xong chưa?
Xong chưa Khôi ơi, nhanh nào, hơn 20 phút rồi. Làm bài này chỉ làm 5-10 phút thôi, làm được nãy giờ hơn 20 phút rồi. Ừ. Xong chưa? Có từ mới nào hay là không hiểu hả? Kia gì? Thế nào? Ở cái bên cái bút. Ở cái cột mà để điền những cái gói. Ờ, ski đúng không? Ski là trượt tuyết. Xong chưa? Lâu quá. Không nhớ con. Xong chưa nào? Xong chưa? 25 phút rồi. Chết thôi. Làm một bài lâu như này làm sao có đi thi con làm kịp được. Xong chưa? Thầy ngồi chờ con nãy giờ rồi đấy. Còn một câu nữa rồi. Nào chữa nào mệt lắm, thầy không chờ lâu thế nữa đâu. Number one. Fit in. Cái gì? Fit in. Fishing. Two. Driving. Hả? Driving. Driving gì? Tiếp, câu số 3, number 3. Cooking. Hả? Cooking. Rồi. 4. Watching. Rồi, watching. 5. Sensing. Sensing. Nói to lên xem nào. Cycling. 6. Reading. Rồi, reading. 7. Cooking.
Hả? Cooking. Cái gì cơ? Cooking. Đó là cooking ở đấy. Có rồi. Sao điền cooking ở đây được? Câu 3 đã điền cooking rồi. Câu 3 con điền cooking rồi sao con điền được nữa? Không hiểu hả? Câu số 7 điền gì? Hả? Mà different colors nghĩa là gì? Thích color Different là gì? Nào, different nghĩa là gì đây? Sao lại thích? Different, khác biệt, khác nhau. Ghi vào. Colors là gì? Color là gì đây? Hả? color Nói to lên thì nghe xem color nghĩa là gì? nghe bạn color Màu sắc. Bánh ở đâu ra? Thế bây giờ với các cái màu sắc khác nhau thì đã đang làm gì? Đang làm gì? chọn màu sắc Hả? chọn màu sắc Sao lại chọn ở đây? Thích cái gì? Con nhìn vào cái cột kia xem là có từ nào liên quan đến thích ở đấy không? Nhìn các cái động từ đấy xem nào. Có động từ nào đấy là nói đến thích không? Thế vẽ với sơn, sơn nào? Sơn là từ nào đây? Động từ sơn là động từ nào đây? Ở trong cái cột kia. Động từ nào? À, động từ nào đây? Động từ nào? Paint. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái động từ paint đấy chưa? À, nhìn thấy paint chưa? Thế biết ở đây viết thành gì? Thomas enjoys. Enjoys. Skating. Skating. Hả? Skating. Enjoy gì? Skating. Nói to lên. Skating. Enjoy painting. Skating. Câu số 8 nào. Watch. Hả? Watch. Washing. Okay. Washing. Okay. Câu số 9 nào. Shopping. Hả? Shopping. Thầy có dạy từ nào từ sure đấy không?
Sau khi đó cái từ đấy học từ đầu giờ đến giờ rồi. Nhanh nào, câu số 9 chọn từ nào đây? Câu số 10. Hả? Nói to lên xem nào. Skating. Câu số 11. Hả? Từ nào? Từ trên đầu. Cái câu số 10 con đèn điền từ gì đây? Câu số 10 điền từ nào? Ski đúng không? Câu số 10 là skiing, không phải là skidding nhá. Skiing. Câu số 11 nào? Painting. Câu số 11 đọc là gì? Painting. 11 cơ mà. 11 con điền gì? Mười một con điền từ nào đây? Đầu tiên là em đền từ painting. Không có một từ nào đây là từ spin ở đây cả. Painting. Thế câu số 7 đã điền painting rồi, thế lại lại điền lại tiếp à? Không có hiểu cách làm bài này không? Thì hỏi một lượt Có. nữa. Không có hiểu không? Có. Hiểu mà sao làm từ nãy giờ cứ nhầm hết cả lên thế hả? Cái kiểu là nếu mà cái câu này sai thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến cái câu kia này. Câu 12 nào. Không Nói to lên. tin. Hunting. Không 13. Swimming. Không đọc là swim nhá. Thầy không dạy đọc là swim đâu nhá. Vâng. Streaming. Swimming. 14. Dancing. Hả? Dancing. Dancing đúng không? Cuối cùng nào? Running. Nào bây giờ xem đáp án nào. Câu đầu tiên phải là fishing. À, streaming. Không thể nào là fishing nha, sai. Câu số 2 driving rồi. Số 3 là cooking. 4 là watching. 5 là cycling. 6 là reading. 7 là painting. 8 là skiing. 9 là skating. 10 là surfing. 11 fishing. 12 là watching. 13 là hunting. 14 dancing. 15 là running. Có biết con sai từ câu số mấy trở đi không? Từ câu số 7 trở đi đến câu số 13. Sửa lại nhanh. Ở đây không có ra từ nào đọc là từ sơ đâu nhá. Từ số 10 người ta đọc là surfing.
Surfing. Shopping. Skiing. 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 Skating. Skating. Xong chưa nào? Sửa lại đáp án nhanh và bỏ nhanh lên. Làm hết 30 phút rồi mới được một câu. Sửa xong chưa con? Xong rồi. Now, use the present simple or future simple form of each verb in brackets to complete the passage. Bài này làm như nào đây? Chia. Hả? Chia. Chia cái gì? Chia từ. Chia cái gì? Chia từ. Từ gì? Verb là cái gì? Từ. Ở thì nào đây? Present simple or future simple? Present simple là thì gì? Thì gì đấy? Tương lai tiếp diễn. Present simple là thì gì? Tương lai. Tương lai ở đâu ra? Present simple. Hiện tại đơn. Ghi vào. Nhìn thấy từ present simple đây chưa? Tiếp nào, future simple thì gì? Future là thì gì? Thì gì? Thì gì đây? Future. Tương lai. Rồi, tương lai gì? Future simple. Tương lai gì? Đơn. Present simple là thì gì? Tương lai. Present simple. Present simple là thì gì? Thì gì đây? Con vừa ghi vào vở xong đấy. Present simple. Hiện tại đơn. Ờ, thế future simple là thì gì? Tương lai gì? Tương lai đơn. Rồi, nhớ lại cấu trúc thì hiện tại đơn và thì tương lai đơn chưa? Được. Con nhớ không? Có. Con biết cách làm không? Có. Làm nhanh như thầy, câu từ câu số 1 đến câu số 5 nhanh. Xem câu từ mới nào không thế nào? Hobby là sở thích đúng không? Đúng rồi. Nào. Đi ra bỏ nha. Từ nào?
cái từ mà ngay cái câu số 2 cuối cùng. Badminton Phải 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 cái này. Cái từ picturing. Từ số 2 ở dưới. không? Picture. Picture. Ôi, cái từ đấy có không biết. Picture, bức tranh. Oh, Number one, there are four people in my family. We thầy dạy đọc là have has have hay là has hay là had đây have để nguyên đúng không? Have 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 âm cuối nào? Chữ V đọc là have. have We have different hobbies. My father lies thế nào đây? lies thêm tôi s Likes. lies My father likes playing badminton. He He plays nói to rõ ràng lên. it almost every day. Plays it almost every day. My mother My mother does not like like this spot. Rồi, doesn't hoặc does not đều được, được chưa? Câu số 5 là she. She enjoys. Thế nào đây? S. Đọc cho to rõ ràng lên. She enjoys. 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 Walking. Every morning she. Every morning she. Wasting. Từ đấy đọc là gì? Hả? Walking. Đó, chia thành walking nhá. Walks. Walks. Ông quế wax 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 next year I join hả? Join. Next year thì gì? Thì tương lai. Tương lai chia như thế nào? Thì thêm win đằng trước. Win à? Win. Win. Win à? Đọc là gì? Will they will joy enjoy. Joy joy will joy will joy cấm đọc thành win nhá, nhưng mà chỗ em đọc vậy thầy ạ, không có ai đọc vậy cả, đấy là phát âm sai.
nhá. Đấy là phát âm sai. Win là chiến thắng chứ không phải là will, sẽ nhá. Tiếp nào, my younger sister. Lớp. Lớp hả? Lớp. Thầy dạy đọc là lớp à? Sửa cái từ này bao nhiêu lần rồi? Loves. Đọc là chữ A nhá, cấm đọc chữ O đấy. Đây thầy hơi cáu ở đấy nhá. Loves. There is a big bookshelf in her room. I cannot. Ai mà? Do. Ai gì? Do not. Do not gì? Like. Ông cuối đâu? Like. Do not like. 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 Đọc không bao giờ cho được thêm cái âm cuối vào, dạy bao nhiêu lâu rồi. Tiếp câu số 10. She says she. With. Hả? With. Sao lại with ở đây? With. With đúng không? Thì gì? Mà thêm S ở đây. Thì này là thì. Thì gì? Câu này phải là thì gì? Hiện tại đâu? Hiện tại hả? Tương lai. Will read. Will read. Will read. 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 Chị R rồi. Read. Không phải read nào. Read. 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 Cuối đâu? Read. 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 Ông cuối nào? Read. 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 Chữ the, the ấy, đó chưa? Read. 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 Không phải âm t, mà là âm d, d. Read. Read. Nào đọc chữ the, the lên cho thầy nghe xem nào. Chờ, chờ. The. The. Read. Read. Rõ chưa? À. Về nhà học từ mới. Học lại cấu trúc của verb in nhá. Rồi thì hiện tại đơn, hiện tại à, thì hiện tại đơn thì tương lai đơn, rõ chưa? Nào có câu hỏi gì không nào? Buổi sau mà còn như này thì mình có thể thấy cáu đấy nhá. Thầy mà cáu nó hơi mệt đấy nhá. Làm một bài mất 30 phút mà không đúng được đến hơn một nửa. Rõ chưa? Thứ nhất là bài tập gửi luôn cho thầy nhá. Mấy ngày hôm nay dạo này học hành chán lắm ở đây. Cái tháng này học hành chán lắm ở đấy. Không tập trung cái gì cả. Rõ chưa? Vâng. Nhớ là gửi ngay nhá. Không biết bao nhiêu lần hứa gửi ở đây nhá. Thầy không nhắc nữa đâu. Rõ chưa? Goodbye. Bye, teacher.